Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đang theo dõi kênh của Xuất Đỉnh Audio. Video buổi tối ngày hôm nay là ngày mùng 2 tháng 3 thì Xuất Đỉnh này tiếp tục cập bến cho các bác những chiếc âm ly và một cái cặp loa phải gọi là siêu đẹp để phục vụ cho các bác phối ghép với những bộ âm thanh. Và video này thì các bác có thể là mua cả bộ cũng được, vì với phân khúc tầm tiền mà dưới 10 triệu thì đây là một cái bộ phối ghép rất là hay, phối ghép của hãng Pioneer sản xuất. Và những chiếc âm ly ngày hôm nay thì toàn là những dòng thương hiệu nổi tiếng, đó là những dòng Pioneer 7900. Hôm nay Xuất Đỉnh lại về được 3 chiếc hàng siêu đẹp, chạy sò 2 vít của 7800 mắc đôi. Và hai chiếc âm ly của hãng Đàn Ông PMA 740 và Đàn Ông PMA 770. Thì đây là những sản phẩm mà Xuất Đỉnh sẽ quay chi tiết trong video buổi tối ngày hôm nay. Những sản phẩm này thì cái mức giá tiền ở cửa hàng Xuất Đỉnh thì nó không quá nhiều, nhưng vẫn luôn đảm bảo cũng như lựa chọn cho các bác là những sản phẩm phù hợp với tiêu chí là hình thức, chất âm cũng như cái tầm tiền vừa phải để các bác có những cái bộ âm thanh hay trong cái tầm tiền của mình. Thì những chiếc âm ly này cũng vậy, đều là những thương hiệu rất là nổi tiếng. Thì tùy theo cái nhu cầu cũng như các bác đam mê về âm thanh, thích những cái chiếc âm ly cấu hình công suất lớn thì sẽ sử dụng là những dòng Đàn Ông, còn những dòng công suất vừa phải thì sử dụng những dòng Pioneer. Và mọi thông tin chi tiết các bác có nhu cầu thì cứ alo trực tiếp cho Xuất Đỉnh theo số điện thoại trên bài là 0395727582. Địa chỉ cửa hàng ngõ 42 đường Trần Cung, thành phố Hà Nội. Và tất cả sản phẩm này cửa hàng Xuất Đỉnh đều ship hàng toàn quốc và giá bán không bao gồm phí ship. Nếu các bác gần cửa hàng Xuất Đỉnh thì các bác cứ đến trực tiếp địa chỉ cửa hàng để các bác nghe test với những sản phẩm mình lựa chọn thì sẽ hay hơn rất là nhiều. Còn trong những video đây thì mục đích chính của Xuất Đỉnh vẫn là giới thiệu sản phẩm đến các bác. Chứ nếu mà test hay trên điện thoại mà Xuất Đỉnh quay bằng điện thoại thì không thể hay được. Đấy, các bác phải chú ý kỹ là như vậy. Nhiều các bác đã hay bảo Xuất Đỉnh là test nhạc rồi là gửi cho các bác nghe bằng tay phone. Thì nói thật các bác là nếu như phải người ta nên một cái bản nhạc thì người ta phải có phòng thu riêng. Còn cửa hàng Xuất Đỉnh thì chỉ quay bằng điện thoại, thì khi test trên điện thoại mà các bác nghe bằng tay phone hoặc nghe trên những cái bộ dàn âm thanh thì cảm thấy cái tiếng ù nó rất là nhiều. Đấy, cho nên là nếu như mà các bác cần chơi những sản phẩm chất lượng thì mà cẩn thận thì các bác cứ đến trực tiếp địa chỉ cửa hàng. Còn các bác ở xa cũng như đã tin tưởng cửa hàng Xuất Đỉnh thì các bác chỉ cần đặt cọc, sau đó thì các bác nhắn địa chỉ để Xuất Đỉnh sẽ gửi hàng đến tận nơi. Bây giờ thì Xuất Đỉnh mời các bác cùng Xuất Đỉnh quay chi tiết từng sản phẩm cũng như báo giá công khai cho các bác. Đầu tiên sẽ quay cho các bác là một chiếc âm ly của hãng Đàn Ông, model của dòng này là PMA 740. Dòng này thì có công suất là 190W, máy chạy 4 sò sạc kèn 2 vít. Size của nó là size 43, mặt phay nhôm màu trắng. Ở những dòng này thì Xuân Đỉnh cũng rất thích, tại vì nói về chất âm của những dòng Đàn Ông thì đây là những dòng Đàn Ông rất là hay, cũng như những dòng Pioneer thì mỗi một cái thương hiệu nó sẽ có một cái đặc tính riêng. Thí dụ như những dòng Đàn Ông 740, 760 hoặc 770 ở đây thì các bác ghép loa Nhật, loa Mỹ, đặc biệt những dòng loa Bose đánh rất là hay, hoặc những dòng loa JB. Đàn Ông PMA 740 này thì có công suất là 190W, đánh hai cổ loa AB, trở kháng đánh là từ 6 ohm, có chỉnh bass check trên máy. Đấy. Đây là các cái đường vào khi các bác di chuyển tín hiệu âm thanh. Riêng phono là dành cho đĩa than. Đây là ba lăng và đây là volume, còn có nòng đất. Thiết kế thì size 43, mặt phay nhôm màu trắng và nó cũng không quá dày dặn nên nhìn nó rất là đẹp sang trọng. Chiếc âm ly này thì Xuất Đỉnh đang bán mức giá là 4.500.000 đồng PMA 740. Sang tới PMA 760 thì nó đắt gấp đôi rồi, cho nên là đây lựa chọn hợp lý cho các bác. Mặc dù cấu hình của PMA 760 thì nó cũng tương tự. Đấy. Chạy đều chạy sò sạc kèn 2 vít. Chiếc âm ly số 2 ở phía dưới thì nó là dòng Đàn Ông PMA 770. 770 này thì công suất lại rất là khủng, 290W và máy chạy đến 8 sò xanh đen. Đấy. Cấu hình thì cũng vậy, đây là các cái đường vào. Đấy. Cũng đánh hai cổ loa AB, nhưng dòng này thì nó lại khác biệt, nó sẽ đánh trở kháng từ 4 ohm trở lên. Có chỉnh bass check khi cần to này, ấn vào on thì bass check mới có tác dụng. Đấy. Sau bên này thì có ba năng volume. Cái đường rec là đường ra thôi, vẫn có nòng đất. Vẫn là size 43, điện 100V, công suất hẳn 290W. Thì đây là một chiếc âm ly có cấu hình công suất cực lớn. Công suất đầu ra của nó đến hơn 100W một kênh 8 ohm. 6 ohm là 130W rồi, rất là khỏe. Hình thức nó còn đẹp, máy móc nó còn nguyên zin. Đây là phía đằng sau của hai chiếc âm ly. PMA 740, công suất 190W, đánh hai cầu loa.
PMA770 công suất 290W điện 100V. Âm ly PMA770 thì Xuân Đỉnh đang bán cho các bác mức giá là 5,5 triệu, giá rất là mềm mại. Đấy, hình thức đẹp, nguyên zin. Hôm nay thì chất âm rất là hay nhá. Đây là hai chiếc đàn ông mà Xuân Đỉnh vừa quay cho các bác tổng quan hình thức cũng như đã test là đều hoạt động tốt rồi. Dòng này là dòng rất dễ phối ghép mà giá tiền thì lại mềm mại. Đàn ông PMA740 là 4,5 triệu, đàn ông PMA770 có mức giá là 5,5 triệu. Đấy thì các bác cứ lựa chọn cho mình một chiếc âm ly, rồi có nhu cầu thì cứ alo Xuân Đỉnh. Ở phía đằng sau này thì là ba chiếc âm ly Pioneer 7009. Dòng này thì Xuân Đỉnh cứ về được bao nhiêu thì lại hết bấy nhiêu, vì cái mức giá của những dòng âm ly đà đông, những dòng âm ly Pioneer thì dòng này nó dòng ổn định giá, cũng không tăng cũng không có giảm, nhưng mà chất lượng âm thanh dòng này rất là tuyệt vời, rất dễ phối ghép. Những dòng Pioneer 7009 này thì nó ghép với những dòng Bookshell rất là tuyệt vời, đặc biệt là những dòng Onkyo D200, D500 hoặc D500 Mark đôi. Thì hôm nay Xuân Đỉnh đang ghép là một cặp Bookshell SX99. Đây cũng là đời hết số của dòng Pioneer SX. Cấu hình là một bát 22, gân mút, màng là màng titanium, là màng giòn, một chung và một tép điện. Đây là cái tần số của nó. Đấy, công suất 130W. Một bộ này phối ghép với nhau thì cực kỳ là hợp và chất âm rất là hay, tép đánh rất là sáng. Âm ly 7009 thì nó cũng có một cái đặc trưng riêng, đó là dòng này thì nó sẽ chạy sò 2 vít của 7008 Mark đôi. Đấy, cho nên là cái chất âm của dòng này nó rất là tuyệt vời. Âm sắc bát tép đánh rất là nhạy bén, toàn bộ chiếc áp bi có cần ton. Đấy, có nao nốt, bên này là các đường vào. Khi có tín hiệu âm thanh thì sẽ có đèn tia, và các bác chú ý kỹ khi mình di chuyển tín hiệu đầu vào thì nó đều có đèn ở phía bên trong. Đấy, nó sẽ nhảy di chuyển. Đấy. Đây ngoài cùng là volume, sai chuẩn 42, sử dụng điện 100V, công suất của này là 130W, ghép tốt các loại loa nhật bát 20-25, còn đánh bát 30 thì tất nhiên vẫn đánh được, nhưng mà nếu mà mình mở to thì nó sẽ hơi đuối. Sai của nó sai chuẩn 42, điện 100V. Cả ba chiếc này thì hình thức rất là xuất sắc, mức giá bán là 4 triệu đồng một chiếc. Ở đây thì Xuân Đỉnh đang ghép là một cặp Pioneer SX99. Cặp SX99 này thì để nói về tổng quan thì đây là một cái cặp loa đẹp keng, vì cặp loa này nó còn có cả thùng xốp ở đây, Xuân Đỉnh đang để bên ngoài. Đấy, đây là cặp thùng xốp ở bên ngoài các bác nhá. Còn test cho các bác thì Xuân Đỉnh quay chi tiết góc cạnh với cặp loa này, từ cái phần trên, đây là góc cạnh, đấy, đằng sau, vì nó còn phun thùng xốp nên nó còn rất là mới, vì ở bên nước ngoài họ dùng cũng giữ gìn thì còn được cả thùng xốp, càng cơ cũng vậy, càng zin và cũng không hề có một vết rách nào trên càng luôn. Tem mác còn đầy đủ hết. Series của cặp loa là 8929, trở kháng 6 ohm, công suất là 130W, model của nó SX99. Thì đây là đời chót của dòng Pioneer SX, là những dòng Bookshell. Củ loa của dòng này rất là to. Đấy, bát 22 gân mút mà titanium, một chung một tép. Hệ thống phân tần của dòng loa này cũng rất là lớn, và loa thì cái thiết kế rất là gọn gàng. Chiều cao của loa nó chỉ đạt 48, chiều ngang 28 và chiều sâu là 22. Nhưng loa thì rất nặng và chất âm của những dòng Pioneer thì các bác biết rồi, rất là nổi tiếng và rất là đa năng. Sử dụng là tép điện, tép này là những dòng loa đắt tiền của Pioneer sử dụng. Đấy, một chung, một bát 22. Bên đây cũng vậy, góc cạnh loa rất là xuất sắc, trùng seri luôn, 08922, loa bên phải nép Vrai. Đấy, góc cạnh. Đây vẫn là loa cũ chứ không phải loa mới tinh, nhưng bên nước ngoài họ dùng giữ gìn thì nó còn cả thùng xốp, góc cạnh là loa rất xuất sắc. Cặp này cũng vậy. Hôm nay thì Xuân Đỉnh giao lưu với các bác cặp này thì mức giá là chỉ có 4,5 triệu thôi. Kèm với một chiếc âm ly 4 triệu là tổng giá trị cả một bộ này chỉ có 8,500,000 đồng. Mà cặp loa này thì là còn full thùng xốp. Cách đây gần 1 năm thì cặp loa SX99 này Xuân Đỉnh đang bán là 5,5 triệu, không có thùng xốp. Nhưng hôm nay về có thùng xốp mà giá lại rẻ hẳn đi 1 triệu. Thì đây là một cái bộ phối ghép rất là hay trong cái tầm tiền. Thì đây là những sản phẩm mà Xuân Đỉnh vừa quay chi tiết để phục vụ cho các bác trong video buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn các bác đã bớt chút thời gian theo dõi video cửa hàng, và mọi thông tin chi tiết các bác có nhu cầu cũng như mua ủng hộ cửa hàng Xuân Đỉnh thì các bác cứ alo theo số đã trên bài. Xin kính chào và hẹn gặp lại.